Ok, xin chào bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với POC Training for the Beginner, tức là Tâm. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại trong một cái video chia sẻ về các vấn đề bên ngoài lề kỹ thuật một chút. Thì trong video ngày hôm nay thì tớ sẽ nói về hai vấn đề chính. Thứ nhất đó là có nên học lập trình POC online hay không, và cái vấn đề thứ hai đó là top 6 cái channel YouTube để làm quen cho các anh em nào mà mới bắt đầu tiếp cận với POC cũng như thể là muốn tham gia vào cái lĩnh vực tự động hóa. Thì trong cái video ngày hôm nay thì ta sẽ quay về vấn đề đầu tiên nhé, đó là có nên học lập trình POC online hay không. Thì mình không có recommend gì về cái câu trả lời cho câu hỏi này cả, mà thay vào đó mình sẽ có một cái câu hỏi khác cụ thể hơn, đó là có nên học lập trình POC mà không có thiết bị POC thực tế hay không. Thì câu này nó các bạn hình dung như này nhé, nếu như mà học lập trình POC mà không có POC thì nó giống như thế là các bạn nam mà chơi đàn ấy thì không có guitar, các bạn nữ mà muốn chơi các loại nhạc cụ dân tộc ấy thì không có kèn sáo, đúng không? Thì các bạn mà muốn đá bóng ấy, mà nó kiểu như nó không muốn tập học đá bóng ấy, mà nó không có bóng, thì đấy, nó học lập trình POC mà không có thiết bị thực tế nó cũng tương tự như vậy. Nó giống như một bất kỳ một kỹ năng nào khác mà bạn muốn phát triển được ấy, thì các bạn phải tập luyện nó với nó rất là nhiều. Và riêng đối với cái kiểu lập trình trong cái lĩnh vực tự động hóa và sử dụng đến POC ấy, thì tớ recommend là đó là chúng ta nên có các cái thiết bị POC thực tế để thực hành, cũng như thế là khi mà có POC thực tế thì chúng ta sẽ có thể dễ dàng hình dung được quá trình vận hành nó như nào, và rút ngắn được cái thời gian học hỏi, cũng như thế là gọi là khi mà chúng ta lập trình thực tế thì chúng ta sẽ có một cái cảm xúc khá là khác so với cái việc đó là chúng ta chạy debug online hay là chạy mô phỏng. Ok, đấy là cái tư tưởng của chúng ta. Thì câu hỏi đến đây là đặt ra đó là các bạn là sinh viên chưa có điều kiện để mua POC thực tế, các bạn là làm những cái lĩnh vực khác, hoặc là đã đi làm rồi tuy nhiên thì lại không có cái điều kiện để mà sở hữu cho mình một cái POC thực tế thì sẽ làm như nào. Thì có hai cách đối với các bạn sinh viên nhé, thì chúng ta nên học ở các trường kỹ thuật, và trong các trường kỹ thuật thì thường thì sẽ có cái bộ môn liên quan tới tự động hóa, và trong các bộ môn tự động hóa ấy, thì sẽ có các cái phòng thí nghiệm, và trong các phòng thí nghiệm thì đa phần là sẽ có các cái bộ kit POC, nó có các thiết bị thực tế, có các lập trình, có cái phần mềm viết sẵn, và đặc biệt hơn đó là có các cái chương trình cũ của các anh tiền bối đi trước. Và chúng ta nếu là bạn sinh viên thì các bạn cố gắng là đăng ký vào các cái lab đấy, xin phép thầy cô đăng ký vào, và chúng ta có thể ở vào trong đấy làm một cái dự án nhỏ nhỏ giúp thầy cô, hoặc là tự làm cái dự án project của mình, làm các báo cáo, làm các đồ án liên quan đến POC, và từ đấy thì chúng ta có thể nâng cao được trình độ khi mà chúng ta đang còn ngồi trên cái nhà trường. Ok, còn đối với các em nào mà đã đi làm rồi thì như nào ạ? Thì chúng ta sẽ không đăng ký được vào lab mà, đúng không? Đúng rồi, chúng ta sẽ không có cái điều kiện vào phòng thí nghiệm nữa, tại vì chúng ta đã đi làm rồi, chúng ta đã có tiền rồi. Thì lúc này chúng ta sẽ phải bỏ một chút tiền của chúng ta ra để chúng ta đến các cái trung tâm, hoặc là đến một cái trung tâm là nó có gọi là có uy tín, có thiết bị thật, có cái nhiều năm kinh nghiệm của giảng viên, chúng ta bắt đầu học một khóa hoặc là nhiều khóa từ basic đến nâng cao để chúng ta có thể hiểu và nắm bắt và thực hành được nhiều hơn. Thì đấy là cái suy nghĩ của mình về cái vấn đề đó là học POC. Còn thực tế của mình thì như nào? Ok, còn đối với mình thì như nào? Còn đối với mình ấy, thì ngay từ đầu tiên lúc mà mình mới bắt đầu chập chững vào cái lĩnh vực điều khiển và tự động hóa chuyên sâu ấy, thì mình đã có suy nghĩ rằng đó là mình sẽ làm trong các cái khu công nghiệp hoặc là làm trong các nhà máy xưởng sản xuất, và cái mô hình của mình đó là đầu tiên phải cố gắng tham gia một cái lab nào đấy để có một cái kiến thức nền tảng xương xương liên quan tới vấn đề về lập trình POC, hoặc là liên quan đến các lĩnh vực về thiết bị tự động hóa. Thì ngày năm 3 năm 4 mình đã cố gắng tham gia vào một cái lab ở trên trường đại học của mình, ở trên trường Bách Khoa mà mình theo học ấy. Thì lab đấy thì chia sẻ với mọi người đó là lab C2103, lab lập trình POC Rockwell Automation. Có thầy Hiếu đã vẫn đang là giảng viên ở đấy phụ trách. Và sau khi đó thì sau khi ra trường thì mình đã cố gắng tìm các cái công việc mà liên quan đến lập trình POC, và cụ thể đó là những cái công việc mà không liên quan tới lập trình POC, mặc dù sẽ có tiền nhưng mà mình sẽ không làm, và mình đã tìm những cái công ty nào mà nó có thực sự nó có cái gọi là cái job ấy liên quan tới lập trình POC,
Và cái công việc hiện tại của mình thì nó đúng như cái những gì mà mình đã đề ra, đó là làm trong một cái nhà máy công nghiệp và nó ở trong cái bộ phận cải tiến, và nó liên quan tới cái việc đó là sửa chữa, nâng cấp, bảo trì các cái máy móc và liên quan đến lập trình PLC cũng như là biến tần rồi động cơ servo, động cơ bơm xi lanh khí nén, vân vân. Tuy rằng cái công ty quy mô các cái máy nó không quá lớn, tuy nhiên thì nó sẽ vừa sức với sức của mình, với khả năng của mình. Do đó nên là mình cảm thấy rằng đó là không phải là hài lòng, tuy nhiên thì đó là cái định hướng của mình từ bây giờ về sau, đó là sẽ theo cái lĩnh vực tự động hóa này, nó liên quan tới lập trình PLC cũng như là liên quan một phần nào đó đến lập trình các cái ứng dụng trên máy tính, vân vân. Thì đó là cái tư tưởng của mình, đó là câu chuyện của mình. Thì quay trở lại với câu chuyện của các bạn, thì nếu như mà chúng ta không muốn đi ra các cái trung tâm, nếu không muốn vào lab, thì chúng ta cố gắng tìm một cái công ty nào đấy nó có những cái công việc liên quan tới lập trình, và khi các bạn đi làm rồi thì nó sẽ khác hoàn toàn so với việc đó là chúng ta ở trên lab, chúng ta ở trên gọi là trên 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 trung tâm. Đó là công việc đầu ra, công việc là nó phải đạt được, đúng không? Ở trên phòng thí nghiệm có thể là chúng ta làm ba la nhăng báo cáo xong là xong, hoặc là chúng ta trên lab trên trên gọi là trên cái gì nhỉ, trên trung tâm thì chúng ta có thể là học hết cái khóa học, học hết cái bài giảng, chúng ta đạt được một vài cái bài tập là xong. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta làm ra thực tế thì nó sẽ có nhiều vấn đề hơn, thì liên quan đến an toàn này, liên quan tới cảnh báo này, liên quan tới các cái chất lượng sản phẩm, vân vân, thì nó trách nhiệm của bạn lớn hơn, và vì trách nhiệm lớn hơn nên là chúng ta sẽ phải tập trung hơn, nghiên cứu hơn, sâu hơn vào các cái thiết bị mà chúng ta lập trình và cái thuật toán của chúng ta lập trình. Thì đấy là cái câu chuyện về có nên học lập trình PLC online hay không. Thì chúng ta nên là học lập trình làm sao thì làm, nhưng mà chúng ta phải có một cái cố gắng nhé, là có một cái thiết bị thực tế để chúng ta có thể debug được, chúng ta có thể tạo ra cái hứng khởi khi mà chúng ta lập trình. Ok, đấy là xong cái câu chuyện về có nên học lập trình PLC online hay không. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại cái vấn đề đó là top 6 cái website, top 6 cái channel YouTube mà giới thiệu cho anh em nào mà mới bắt đầu vào lập trình. Ok. Trang YouTube đầu tiên nhá, đó là trang Real Pair. Thì cái trang này là trang của một công ty ở Phần Lan, và về cơ bản thì đây là một trong những cái nền tảng lập trình lớn nhất ở trên thế giới theo cái mô tả của họ. Thì đa phần những cái trên kênh Real Pair này là đa phần đều là kiểu như animation ấy, và nó liên quan đến cái việc đó là lý thuyết. Và về cơ bản là lý thuyết của nó rất là hay, nó bao phủ gần hết tất cả các cái gọi là các cái lĩnh vực ở trong cái việc là điều khiển và tự động hóa. Từ ok, chúng ta sẽ xem cái danh sách phát này, các bạn sẽ biết ngay rồi. Ở đây thì nó sẽ có rất là nhiều mục, mục HMI này, rồi mục profile burn này, mục electrical control panel này, tức là từ việc đấu nối tủ điện cho việc thiết kế HMI, từ việc có các kit test PLC next cho tới các cái việc đó là làm việc với cảm biến sensor đấu nối. Đấy. Ngoài ra thì có các cái chương trình lập trình PLC khá là cơ bản như này. Thì về cơ bản cái này nó sẽ mang tính chất lý thuyết rất là nhiều, và về animation, về chất lượng đồ họa của nó thì rất là ok. Và mọi người cái kênh này này thì nó thiên về hai dòng PLC, đó là dòng PLC của Siemens S71200, S73300, và cái dòng thứ hai là dòng PLC của Rockwell, đó là Control Logic, Compact Logic. Thì về cơ bản thì cái kênh này là kênh Phần Lan, và người ta hướng đến cái người dùng đó là người dùng ở châu Âu và người dùng ở Mỹ. Do đó thì có một vài cái rất là hay, các bạn có thể cái kênh này nhá, rất là hay ở một chỗ này, đó là những cái lý thuyết mà đôi khi phải trải qua kinh nghiệm rất là nhiều thì các bạn mới rút ra được. Thì ở đây nó đã tổng hợp lại cho chúng ta rất là nhiều rồi, và chúng ta cố gắng là áp dụng những cái kiến thức này vào thực tế thì nó sẽ ok hơn. Nó giống như cái kênh của mình ấy, nó chỉ mang tính chất là lý thuyết, và việc áp dụng của các bạn đó là tùy vào hoàn cảnh của mỗi người. Đấy là kênh hay nhất mà từ trước đến giờ mình đã thấy về cái lĩnh vực lập trình PLC. Ok, nó đa phần giải quyết cái câu hỏi đó là what is the, what is the, tức là cái này là gì, cái kia là gì, nó sẽ giải thích cho các bạn hiểu. Và đôi khi là nếu như mà có một cái hay nữa, đó là cái kênh này là cái kênh nó bằng tiếng Anh, tuy nhiên thì chúng ta có thể đọc comment để học thêm một chút tiếng Anh. Vì có một số các cái anh em
thường chia sẻ những cái kỹ năng của mình ở dưới cái phần comment này, và chúng ta có thể học hỏi thêm được một chút cái kinh nghiệm của họ. Tiếp theo là mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái kênh, đó là kênh POC Professor. Kênh POC Professor này là một cái kênh của nước ngoài và nó chủ yếu là viết trên cái phần mềm ở trên gọi là mô phỏng hoặc là debug ở trên cái show cho mọi người xem ấy, là trên cái phần mềm của cái hãng Rockwell Automation, tức là ZLogic và Studio 5000. Của cái phần mềm này thì là phần mềm lập trình cho cái hãng, đó là hãng Rockwell và cái ngang Allen Bradley ấy. Cái dòng POC này rất là phổ biến ở Mỹ nhá. Và cái kênh này hình như là cái chủ kênh của người cũng là người Mỹ. Và về cơ bản là đối mà anh em nào mà làm việc với cái phần về POC Rockwell ấy, thì đây thực sự đó là một kênh channel khá là hữu ích, và mọi người có thể xem được các cái chương trình có sẵn về conveyor, rồi những các cái thử thách lập trình này, conveyor challenger này, the engineering mindset.com là một trong những cái trang web mà nó đúng theo cái nghĩa tiếng Việt, đó là tầm nhìn kỹ sư ấy. Thì cái channel này này thì chủ yếu người ta sử dụng các cái animation mô phỏng. Tuy nhiên thì cái đặc điểm của việc mô phỏng ấy, đó là chúng làm cho chúng ta hiểu rõ được bản chất của vấn đề. Và cái kênh này này nó rất là hay ở một chỗ này, thì khi mà các bạn muốn tìm đến cái phần PLC nhá, thì các bạn vào phần danh sách phát này, chúng ta sẽ chọn đến cái phần danh sách phát liên quan tới POC, và cụ thể ở đây thì chúng ta không thấy POC ở đâu cả. Tuy nhiên cái kênh này nó rất hay ở chỗ đó là nó thể hiện cho rất là nhiều thứ, những cái mà chúng ta làm tự động hóa liên quan đến, thì chúng ta bắt đầu từ các cái thiết bị cơ bản, DC circuit, ví dụ thiết bị diode rồi transistor vân vân, xong đấy là đến các cái thiết bị gọi là các cái liên quan tới các cái thiết bị như là biến tần, nguyên lý hoạt động của biến tần, vân vân. Đấy, sau đấy thì cái này có một cái đặc biệt, đó là nếu mà em nào mà làm hệ thống ấy, tức là làm hệ thống trong các cái tòa nhà ấy, thì sẽ liên quan đến cái phần đó là HVAC này, HVAC này và chiller này, rồi hoặc là các cái gọi là hệ thống làm mát cũng như là điều hòa nhiệt độ ở trong tòa nhà ấy, thì nó đã mô phỏng cho chúng ta gần hết về những cái liên quan tới cái việc đó là hệ thống chiller hoạt động như thế nào, hệ thống HVAC hoạt động như thế nào. Và vì là nó mô phỏng nên là mọi người có thể rất là dễ hình dung được đó là gọi là nguyên lý hoạt động của đây, nguyên lý hoạt động của các cái thiết bị này nó như thế nào. Đấy, RTD này, rồi Hybrid Stepper Motor này, chúng ta có thể hiểu rõ được cái này. Kênh này và kênh RealPair là một cái kênh hay, và để làm được cái này thì thật sự nó là rất tốn nhiều thời gian đấy, và rất là tốn nhiều công sức của các cái gọi là tác giả. Thì đấy, ok, đấy là cái tư tưởng của cái kênh The Engineering Mindset. Cái kênh này thì mình lâu lâu mình vào xem để xem đó là những cái nào mà mình không biết đấy, những cái nguyên lý mà mình không biết thì mình tham khảo. Tiếp theo là mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái kênh của Ấn Độ, Learn POC in Hindi. Rõ ràng là cái kênh này nó nói lên cái nội dung tất cả rồi, cái tên kênh nó lên nội dung tất cả nó rồi. Learn POC in Hindi tức là cái ông này ở Ấn Độ và ông ấy lập trình POC và giới thiệu cho mọi người. Thì về cơ bản cái kênh này là một kênh của ông Ấn Độ và nó khá là chi tiết. Các bạn có thể xem cái phần danh sách phát này, nó có rất là nhiều thứ liên quan tới phần lesson 10, cái bài học về POC Basic Fundamental này. Tiếp theo đó là các cái bài học liên quan tới POC lập trình Basic này, các bài học liên quan lập trình POC Delta này. Đấy, đấy, có tận tới 58 bài tập lập trình POC Advanced. Đó, và chúng ta có thể tham khảo cái channel này, này như là một cái nguồn tài liệu hướng dẫn lập trình khá là tốt. Thì mặc dù là có hơi ít người đăng ký một chút, nhưng mà cái kênh này thực sự là chất lượng, tại vì là các bạn có thể hình dung như này. Đây, ok, vào cái phần này đi. Các bạn có thể hình dung đó là cái channel này ấy, thì đa phần là ông ấy làm theo kiểu đó là slide và viết tay, thành thử là trình bày slide nó khá là dễ hiểu, vừa nói ở đây lại vừa show cho mọi người xem đó là cái tài liệu nó như thế nào, cách cái hoạt động như là làm sao. Ok, đấy, thì cái này khá là hay, rất là dễ hiểu, vừa sử dụng slide lại vừa show cho mọi người xem. Thì nếu mà có thời gian thì mọi người có thể tham khảo cái channel này nhá, nó cũng là một cái channel khá là hay đấy. Và có rất là nhiều cái mà mọi người có thể quan tâm của POC Delta, ví dụ như là
các cái lệnh này set, miset, mcmsr, etl, invert, vân vân và vân vân. Tiếp theo là mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái kênh cũng khá là hay, đó là POC Programming Tutorial Tip and Trick. Cái tên khá là dài nhưng mà dịch ra tiếng Việt có nghĩa là cái kỹ thuật lập trình POC, hướng dẫn lập trình POC, tức là cái mẹo và cái kỹ thuật nhỏ để lập trình POC. Thì cái kênh này không khác gì kênh Engineering Mindset và kênh Repair cả. Nó là sử dụng cái mô phỏng. Và khi mà nó mô phỏng thì được một cái khá là hay, đó là các bạn có thể dễ dàng hình dung được đó là nó hoạt động như thế nào. Đa phần là nó mô phỏng cái kết quả thôi, còn cái nguyên lý thì nó sẽ nói sơ sơ qua. Thì cũng giống như những cái kênh lập trình dạy lập trình khác thôi, nó cũng sẽ giải thích cho các bạn rằng là encoder là gì này, hoặc là giải mã những cái mạch kiểu như mạch sao, mạch tam giác, đấu nối như thế nào, relay là gì. Đấy, nó giải thích khá là chi tiết và dễ hiểu. Mặc dù ngôn ngữ bằng tiếng Anh, tuy nhiên thì về cơ bản là nó cũng khá là hay. Các bạn có thể hình dung đây này, có rất là nhiều cái logic rất là hay mà mình đã có thể là mượn tạm vài cái logic ở đây và để show cho mọi người xem về tại sao lại là 4-20mA mà lại không cho, không phải là 0-25A chẳng hạn. Đấy. Tiếp theo là mình giới thiệu cho các bạn thêm một cái kênh nữa của nước ngoài, đó là kênh Solid POC. Kênh Solid POC này thì là một cái kênh của Mỹ. Về cơ bản là nếu mà nói về lập trình ấy thì nó vẫn sử dụng cái phần mềm lập trình của bọn Mỹ thôi, đó là cái phần mềm của hãng Allen Bradley vân vân. Và các bạn sẽ không thấy được cái MISU ở đây đúng không? Tuy nhiên thì nó có một vài cái programming project nhỏ nhỏ, chúng ta có thể tham khảo cái chương trình, tham khảo cái những cái video này để chúng ta có thể rút ra được những một vài cái kinh nghiệm để chúng ta áp dụng vào cái việc lập trình riêng của chúng ta. Ok. Và cái kênh cuối cùng mình muốn ok, đây là cái channel của mình. Và rất là may mắn là tại vì cái channel là channel tiếng Việt, mình đã cố gắng convert tất cả cái channel kia, những cái kiến thức, những cái gọi là hệ thống hóa lại những cái kiến thức của các cái channel khác, cũng như là kết hợp với kinh nghiệm của mình để mình chia sẻ lại cho mọi người. Thì về cơ bản ấy, nó cũng không có gì cả đâu, nhưng mà mình rất là mong mọi người, nếu mà mọi người có thể là ngại đọc tiếng Anh, ngại xem các video tiếng Anh, hoặc là ngại, hoặc là những cái channel đấy mặc dù là hay thật nhưng mà nó lại nói về các dòng cái POC khác, ví dụ như là POC của Delta này, POC của Siemens này, POC của Rockwell, và nó không focus vào cái POC Metsu, hoặc là sau này là POC Kien hoặc là Omron nữa, thì mình sẽ làm thay nhiệm vụ là trở thành một người trung gian, một người chuyên trợ những cái gọi là những cái kỹ năng kiến thức ở trong cái kênh khác nói về cái kênh này, thay vì nó kiểu như forward ý tưởng ấy. Các bạn đừng nói ăn cắp mà tội nghiệp mình. Ok, thì kênh này thì mình giới thiệu một chút, đó là lâu lắm mình không giới thiệu. Cái kênh này thì về cơ bản nó sẽ có rất là nhiều mục, thì trong đó có những mục sau. Mục thứ nhất đó là cái mục đó là ngày xưa cái channel là cái playlist này đầu tiên mình lập lên này, đó là POC Epic 3U Q-Series Training này, tức là những cái đầu tiên mình lập là những cái này. Sau đấy thì mình mới phát triển thêm, đó là cái lập trình riêng cho dòng POC Epic 5U. Sau đấy thì lâu lâu thì mình đang có cái vấn đề là lắp giờ tủ điện ấy, thì mình có một vài cái năng liên quan tới cái việc đó là thiết kế cái tủ điện lắp đặt, cũng như là liên quan đến tủ điện thì sẽ là cái mục Assemble Control Panel Experience này. Và có một đợt đó là mình thấy rằng mọi người khá là ngại làm bài tập, hoặc là những cái ví dụ nó khó là khô khan, nên là mình đã lập ra một cái, lâu lâu mình rảnh mình tự lập trình ra một mấy cái bài toán cơ bản để cho vào cái POC Exercise Basic to Advanced này. Và bên cạnh cái việc đó là có POC thì chúng ta sẽ có thêm cả cái HASMI nữa. Thì HASMI đó là cái HASMI God 2000 Free Training, là cái này sau mình sẽ cập nhật thêm vào đợt tới về các cái gọi là các cái phần mềm hoặc là những cái kiểu thiết kế HASMI liên quan tới, bên cạnh có 2000 thì là tất cả những cái liên quan đến HASMI, từ HASMI profile, những cái gì mà mình làm rồi, profile Kien này, rồi GOT 1000, GOT 2000, rồi Panasonic vân vân, rồi Omron NV, NB, rồi NS các kiểu. Ok, thì mình rất là mong số lượng người đăng ký của mình sẽ được tăng lên, tức là anh em mà ok ủng hộ thì đăng ký hộ mình. Và cái thứ hai là thế thôi,
Mình cũng chỉ mong là mọi người khi mà mình ra video mới thì mọi người cố gắng ủng hộ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu được thì nhớ like, đăng ký kênh, subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn.